Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khôi phục lại thư mục khi bị mất quyền truy cập. Giả sử mình đang có một thư mục hồ sơ, mình không thể nào truy cập vào được cái thư mục này và mình nhận được cái thông báo là mình đã bị mất cái quyền truy cập vào cái thư mục này. Vậy để khắc phục được cái lỗi này thì chúng ta cần thực hiện như sau. Các bạn bấm chuột phải vào cái thư mục mà các bạn bị mất quyền điều khiển. Tiếp theo các bạn chọn Property. Các bạn qua tab Security. Tại đây các bạn bấm vào nút Advanced. Tiếp theo ở trong mục Owner thì các bạn bấm vào nút Change. Các bạn bấm vào nút Advanced và bấm vào nút File Now. Lúc này thì các bạn tìm tới tài khoản đó là Everyone và các bạn bấm vào OK. Tiếp theo OK. Tiếp theo các bạn đánh dấu vào mục thay thế quyền cho tất cả mọi người và các bạn bấm vào nút Apply. Các bạn bấm vào nút Z. OK và OK. Tiếp theo các bạn OK. Bây giờ mình đã có thể truy cập vào được cái thư mục hồ sơ mà mình đã bị mất quyền điều khiển. Vậy thì nguyên nhân tại sao mà chúng ta không thể truy cập vào được cái thư mục này? Có thể là do khi các bạn tiến hành cài đặt Win, các bạn tạo các cái tài khoản người dùng, tức là user khác nhau, và cái thư mục này chỉ cho phép cái user trước đó có quyền đăng nhập. Nhưng khi các bạn tiến hành cài lại Win hoặc là các bạn tạo thêm tài khoản mới thì những cái tài khoản này không trùng khớp với lại tài khoản của cái người quản lý trước đây, thì thư mục này sẽ không cấp quyền truy cập cho những cái tài khoản mới. Thì hy vọng rằng với cách làm như trên có thể giúp cho các bạn khôi phục được những cái thư mục bị mất quyền điều khiển. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.